Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020 và chúng tôi vừa lắp đặt bàn giao cho gia đình nhà anh Khải tại xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Đây hình ảnh chiếc sập ngồi, chất liệu gỗ hương. Kích thước là 1m6 x 2m. Chân quỳ dạ cá và cầu liền. Toàn bộ hàng vân gỗ tự nhiên. Gỗ nguyên khối quý vị nhé. Phòng khách nhà anh Khải. Bác chắc là bố hay là bố anh trai. Đây là hình ảnh anh Khải đây. Anh chủ nhà nhé. Sập này là phần mặt và ván mặt 2 lá, dày 2 phân, khuôn tranh và 8 cm, chân 24. Sản phẩm mà hoàn thiện BU rồi. Mọi người có nhu cầu thì xin hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 866. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Từ đây ra cái nhà cái bán hoài cái dần nó nhỉ? Ồ, lên ra đấy á. Khoảng độ tầm 6 cây. Sáu cái, thế cháu đi cho nó thấy gần. Ừ, thì từ mày ngã ba xuống đuôi xe này đỏ mới đi lâm thẳng vào bà Hoa. Vâng, đúng rồi. Chứ đúng không? Cháu đi đường đấy vào mà. Ồ, bà nghe nghĩa trang mà, nhà sát nghĩa trang như thạch ấy. Rồi. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.